đâu được chị Năm cho tiền, hôm nay phải đi ăn một bữa thiệt là hoành tráng. Có tiền không Vũ đi ăn? Bởi vì tao nói bạn bè mà mày khi dễ tao quá, chút nữa mày nhìn tao ăn nhăn nhỏ kia. Lâu quá rồi, bữa nay tao thèm ăn lòng nướng quá mọi người ơi. Mình phải ăn lòng nướng giống mấy ụp ba bên Hàn Quốc mới được. Chỗ mà ngày hôm nay mình ăn đó chính là bò nướng Cát Ti, nằm ở số 11 chung cư Bầu Cát, phường 14, quận Tân Bình. Trời ơi, vô đây gọi sương sương một cái combo lòng nướng và bò tan chảy nha. Bò nướng tan chảy thì bên trong sẽ có ba chỉ heo và chóp vai. Phần lòng nướng mới gọi là đỉnh của chóp nha. Bên trong sẽ có lòng thú linh và cả vú heo nữa. Thịt bò ở đây thì dạng siêu mềm, mà ghiền nhất, đỉnh nhất ở đây đó chính là món lòng nướng nha. Tới đây nhất định phải thử cái món đó, vì cái phần thú linh không có bị hôi và tanh. Tôi là một trong những người vừa đam mê thịt bò mà vừa đam mê cả lòng nướng nữa. Thích ăn ở đây vì lòng lúc nào cũng mềm, cũng như không bị hôi và nhẫn đắng như nhiều chỗ khác. Lâu lâu mẹ tôi mới cho tôi đi ra đường rồi đi ăn một bữa, cho nên quyết định có ăn cho thiệt là nhiều. Tụi tôi đã ghé Bumba BBQ nằm ở số 155 Kinh Tân Hóa, quận Tân Phú nữa nè. Trời ơi, tới đây để tôi được ăn cơm trộn kim bắp gà tteokbokki phô mai. Tôi kêu sương sương tầm có 4 món chứ không có nhiều nghe. Nhỏ bạn thân nói là tao muốn ăn gà phô mai lắm, chỗ sẵn tiện kêu ra cái tôi ăn ké. Phô mai ở đây gọi là nhiều ngập ngụa luôn mọi người ơi, gấp tới đâu là phô mai nhiều tới đó. Thịt gà thì mềm mà nước sốt thì không bị quá mặn. À, món này đó chính là cơm trộn Hàn Quốc nha. Trộn thiệt là đều và món này là món tủ của tôi nữa. Cơm được bỏ trong thố và siêu nóng luôn. Ăn xong rồi cái tôi gọi thêm 2 ly soda uống chơi cho qua mùa nước nổi coi nè. Đến đây rồi nhất định phải gọi cái phần combo BBQ Bumba. Trong là thịt sườn bò nha mọi người, nguyên một ngày hôm nay đúng là đại tiệc đồ nướng mà. Thịt sườn bò thì các bạn sẽ nướng cho vừa chín tới, mình sẽ cuốn cùng với lại cải xà lách với lại cái nước sốt đặc biệt ở bên này nha. Vừa ăn mà đậm đà cực kỳ luôn. Món cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là lẩu Bumba. Hai ngăn nữa nó nho, ăn kiểu này là tha hồ mà lựa chọn. Dạo này thời tiết chuyển mùa rồi, ngồi bên nồi lẩu ấm nóng ăn đã cái nư gì đâu. Các bạn nhớ note lại cái địa chỉ để có dịp rủ hội bạn bè cùng đến đây ăn nha. I love you bạc bạc cả nhà nha.